Chào tất cả các anh chị và các bạn. Chiều nay Khánh Nguyễn có đi ăn đại tháng, tiệc đại tháng của con của cháu. Nó gọi Khánh Nguyễn tới bằng ông luôn các bạn. Thì gần nhà Khánh Nguyễn nó có một cái nhà hàng của người Tàu, nó tên là New Asia. Thì trong đây nó có cái mặt bằng, nói chung cũng rộng á. Ở bên trong chắc cũng được mười mấy bàn. Thì những ai sống ở gần những cái khu của mình ở nè, nếu mà nhà có tiệc tùng thì hay ra ngoài này đặt tiệc là đại khái vậy đó. Thì cái khu này rất là đẹp đó các bạn, nó nằm ở cái vùng Colville luôn đó. Thì trong đây nó có nhiều cái business gần gần ở trong đây nè. Chỗ này là muscle art, chỗ dạy võ ha. Kia là ATC Fitness, Dollar Tree 1 đồng. Không biết này là lên giá bao nhiêu rồi. Vòng vòng cũng nhiều, nhiều cái business vòng vòng của mình. Đại khái vậy đó. Bây giờ Khánh Nguyễn sẽ quay sơ cho anh chị và các bạn xem bên trong của cái nhà hàng nó như thế nào. Nó cũng bình thường thôi, để được khoảng chừng mười mấy bàn của người Tàu ha. Rồi mời anh chị và các bạn đi vô trong nha Khánh Nguyễn. Vừa mới bước mở cửa bước vào bên trong thì nó có cái bên phải nó có hình thân tài có mèo được thuốc. Ở đây nó có cái để cái bình hoa thân tạo. Giờ giúp mở cửa rồi mình sẽ vô bên trong ha. Vừa vô có cái quầy để tính tiền, ăn uống xong tính tiền ở đây. Con gì đây, con heo con gì đây. Ở đây nó có mấy cái hồ chứa toàn hải sản nè, có cua nè, cua đá, lobster. Bên trong đếm vào đổi bàn thường nó cũng nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16 bàn gì các bạn ở bên trong. Cuối nó có cái sân khấu nhỏ nhỏ xa đây. Cuối tuần thì họp lại đây. Chúc mừng đại tháng bé mau ăn chống lớn. Đại tháng con bé đây, con ăn mừng. Mình có mấy chai rượu. Bạn này toàn cách chiến hữu không hả? What's up, V-Town? What's up, V-Town? Mấy này người nước trong. What's up, bro? Y'all should be happy I'm sitting with y'all table. But that's his job. Eat up so we can drink. Thank you. You're welcome. Yeah.